Rồi, trong quay đắt thì hiện tại mình vừa sửa xong một sản phẩm vang số DMX này, model là DK5800. Cái dòng này máy này thì khi mình tiếp nhận cho khách là gặp phải cái lỗi mất tiếng và nó kèm theo được là máy treo luôn. Tức là bật lên là cái màn hình này nó treo một cái vệt trắng hàng trên, không khởi động, mất hết nhạc mic luôn, đèn đó nó không loát gì cả. Sau khi sửa xong lên bình thường. Hiện tại mình chỉ có một máy để quay video, anh em kỹ thuật nghỉ hết rồi, một máy mượn kẹp nha. Em pick tay tín hiệu. Kênh vế còn lại. Đây là kênh vế trên, kênh dưới bên trong. Dòng này nó hay bị hiện tượng là sẽ bị liệt hết phím bấm này, liệt hết volume này, treo gạch này, lỗi FXX này, lỗi chạy khởi động lại này. Lên bình thường như mất tiếng này, các trường hợp sôi lổ tiếng này, rồi thì mất kênh, mất cặp kênh này, hoặc là chạy một lúc mất tiếng này, chạy một lúc kêu y như ve kêu này, có trường hợp thì không lên nguồn này, có trường hợp thì không nhận máy tính này. Đối với toàn bộ các cái lỗi đó đều có thể xử lý được mọi người nha. Công nghệ mình đã nắm đủ rồi. Các cái link phụ kiện thay thế trên cái main board của cái dòng này thì luôn luôn có sẵn, là các cái máy lỗi tiếp nhận về làm rất là nhanh. Thì mọi người cần tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa các lỗi trên cái dòng vàng này nha, thì có thể liên hệ trực tiếp theo số máy là 0979486089 hoặc là 0868599624 để gặp trực tiếp của Việt. Và những ai chưa đăng ký kênh thì mọi người có thể đăng ký kênh và hãy kích vào nút biểu tượng hình quả chuông thông báo để theo dõi kênh hàng ngày nha. Mình sẽ liên tục cập nhật các video về sửa chữa các lỗi trên các dòng máy trên kênh để cho mọi người cùng tham khảo. Anh em theo làm nghề sửa mà cần mua linh kiện để sửa lỗi trên dòng máy này nha, mình cũng sẽ cung cấp cho nha.